Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng nghe bài đọc đức tin với tựa đề Thỏa lòng trong Chúa, tác giả truyền đạo Trần Thị Ngữ. Justin xuất thân từ xứ Palestine năm 100 đến 165 sau Công nguyên, trong một gia đình giàu có thờ lạy hình tượng. Ông là một người thông sáng, thích nghiên cứu và học hỏi. Thế nhưng cho dù lý trí của ông đầy dẫy những triết lý, những nhận thức hiểu biết của các triết gia Hy Lạp nổi tiếng thời đó như Aristotle, Platon, của phái khắc kỷ Stoic, của nhà toán học Pythagoras, nhưng chẳng một thứ nào làm cho ông thỏa lòng, bởi vì tất cả sự hiểu biết đó không giải thích được những điều hết sức quan trọng về cuộc sống, về cái chết và những gì tiếp tục xảy ra sau khi con người qua khỏi đời này. Trong khi Thánh Kinh chứa đựng lời của Đức Chúa Trời mới là bức thông điệp có lời giải đáp cho chúng ta về những thắc mắc trên. Vua Salomon đã ghi trong sách truyền đạo, tất cả mọi sự dưới ánh mặt trời trong cuộc đời tạm này đều là hư không. Vì thế, Justin không được sự thỏa lòng khi nghĩ về cuộc sống và thân phận con người. Cho đến một ngày, ông được gặp một cụ già bên bờ biển chia sẻ với ông về tin lành cứu rỗi, thì Justin đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm Chúa và Chủ của đời ông. Từ đó, Justin bắt đầu có sự đổi mới và đầy dẫy niềm vui trong lòng. Ông đi ra làm chứng với mọi người rằng Chúa cứu thế có thể làm thỏa mãn cả lòng và trí của ông. Sau đó, Chúa đã ban cho Justin được ơn Chúa trong sự giải bày về niềm tin Cơ Đốc giáo cho những người nghe rất rõ ràng và đầy sự thuyết phục. Ông đã trở nên một nhà biện luận cho tin lành rất có hiệu quả trong thời đó và trở thành giáo sư ở Epheso, rồi đến La Mã, ông đã mở trường dạy về niềm tin Cơ Đốc. Kết quả là nhiều người Do Thái đã tiếp nhận Chúa và tin rằng Ngài chính là đấng cứu thế mà Kinh Thánh Cựu Ước đã báo trước cho họ. Justin đã viết nhiều sách nhắm vào sứ điệp Cơ Đốc. Có 3 quyển sách vẫn tồn tại, trong đó có một quyển sách ghi lại việc bàn luận với một thầy dạy luật cho người Do Thái tên là Trifle. Cuối cùng, Trifle đã nói với Justin, ông đã cho tôi những ý tưởng thật cần thiết, đáng để tôi phải suy nghĩ thêm. Đối với Justin, Cơ Đốc giáo là một loại đức tin sống động và rất có lý lẽ, không phải là một niềm tin mù quáng, vì chính Chúa là đấng bày tỏ chính Ngài với mọi điều cần biết cho loài người, đặc biệt đối với những người được sức dầu của Ngài. Giữa thập niên 160 sau Công nguyên, trong khi giảng dạy ở La Mã, ông đã tranh luận với một kẻ hay hoài nghi có tên là Crescentius. Người này cho rằng chỉ có đức hạnh mới là mục tiêu trong cuộc sống. Justin đã thắng nhiều cuộc tranh luận dứt khoát với Crescentius. Sau đó, ông này đã gièm pha đi cáo gian về Justin trong thời kỳ có nhiều sự bách hại, bắt bớ đạo Chúa tại La Mã. Ông bị kết án và chịu hy sinh vì danh Chúa, bởi vì ông không chối bỏ niềm tin và đã từ chối không chịu thờ lạy các vị thần và hoàng đế của La Mã. Từ đó, khi nhìn vào lịch sử giáo hội, ai cũng biết Justin Martyr là một người hết lòng tin cậy Chúa và được Ngài sử dụng. Cuộc đời và niềm tin của Justin đã để lại một sự suy gẫm cho chúng ta về đời sống ngắn ngủi trên đất của con người, được ghi trong sách truyền đạo như sau. Hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, trước khi vò vỡ ra bên suối
và bánh xe gãy ra trên giếng, và bụi tro trở vào đất y nguyên như cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời là đấng đã ban nó. Truyền Đạo đoạn 12 câu 6 đến câu 7. Cuộc sống trên đất rồi sẽ qua đi, nhưng linh hồn của chúng ta còn lại đời đời và ở trong tay Chúa. Người tiếp nhận Chúa Giêsu sẽ không chết mất, nhưng được Chúa ban cho sự sống lại khi Chúa tái lâm, vì Chúa là đấng tạo hóa tối cao, Ngài cũng là đấng sống đời đời, nên Chúa có thẩm quyền trên loài người chúng ta. Chúa hứa ban mão triều thiên vinh hiển là sự sống đời đời trong nước Ngài cho những ai tin cậy Chúa và bước theo Ngài cho đến cuối cùng. Xin Chúa giúp chúng ta có một niềm tin đúng đặt vào Chúa cứu thế Giêsu như Justin Martyr và những cơ đốc nhân hết lòng yêu mến Chúa. Cầu xin Chúa ban ơn trên các hội thánh Ngài để có thêm nhiều người trở lại tin nhận Chúa. Amen. Chúa yêu thương bạn.